Lộn đâu cũng không có hạt cái má. Bà hả? Không có màu tím nè. Ừ thì có cái quần màu tím mà không có cái áo. Cái này gì gì? Ê nè mày mặc không? Cái này đẹp nè. Cái ngắn ngủn lôi bụng hết. Yeah. Gì đây? Oh yeah. Rồi bye bye, đi đi. Ok, rồi bỏ vô lại. Nó lụm chưa đã, nó quay lại nó lụm tiếp. Cái bà kia thấy nhỏ này lụm lụm cái nào mà cái là dành. Không, cái bắt đầu chữ lộn. Ờ chú nuôi kìa. Chú nuôi. Chú nuôi cần quần áo không? Đi đâu vậy? Có cần quần áo, giày dép gì không? Cần lại lựa giày đi. Lựa giày lấy quần áo. Nè, lại coi quần áo nè. Áo thun rồi nhóc ở trên nè. Lấy đi, lấy về coi ai bận được cho người ta bận. Lấy đôi giày. Ừ, lựa đôi giày đi chú. Mang gì rồi lấy. Trời cái này bự quá hả? Không bự đâu. Không bự đâu. Lấy vớ đi cho ông mang liền vô đi. Nè có bịch vớ nãy nè. Đâu đây nè, vớ vớ nó lên. Đây nè. Không bự chú, mang vớ vô rộng rộng cho nó thoải mái chú. Mang vớ vô mặc cho gọi thoải mái chú đi chân dép vậy nó lỡ chân chú rồi kìa. Hả? Dạ lỡ hết rồi đó. Vớ rồi mang vô liền đi chú. Rồi mang giày vô luôn. Mấy này cơ à, đó thấy không, tới mấy chú mà coi mấy chú nó biết nói bậy nói bạ. Thấy là nói với bà rõ ràng rồi. Bà làm gì vô. Bà đâu có biết gì đâu mà bà nói là tiền của mạnh thường quân gì đâu, bà đâu có biết gì đâu. Đó thấy chưa. Bây giờ đó thấy không? Mấy chú coi mấy chú hiểu nè. Tiền mạnh thường quân đưa mà Hằng không đưa, không đọc tên vậy mạnh thường quân có chịu không? Đâu có chịu. Thì đó, đó. Đọc tên của người ta bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Là người ta có chuyện với người ta rồi. Yeah, người ta đã đưa. À. Người ta nhờ cái đó để người ta chịu thuế này. Yeah, yeah. Trời đất ơi, ở đây mấy chú yeah. Mấy chú vô gia cư ở dưới suối đều hiểu của hàng làm đó. Mấy chú coi mấy chú nói bà đó nói tầm bậy tầm bạ không. Trời chú cũng có coi hả? Chú luôn có coi hả? Coi hết á. U là trời, mấy chú còn biết phân biệt rõ luôn thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy chưa mấy bà ngồi chỗ chửi hàng. Tự nhiên chú nói luôn hàng giật mình luôn. Đã đồng nghe đấy. Tự nhiên chú nói luôn. Tại vì mấy chú hiểu hết á. Mình làm cái này là mình giống như mình làm YouTube chú. Mình qua trung gian là một cái mạnh thường quân cho mình đi trao. Nếu mà làm theo đúng cái sở trường ấy, cũng như cái thằng gì mà thường thường nộp tiền cho cái hội cái gì gì đó. Thằng nào chú? Ai cũng vậy. Ví dụ như một cầu thủ đá banh ha. Đó mỗi lần nó đánh một thắng và nó tỉnh một trận vậy đó. 7 triệu vậy đó, cũng đô nách cho 1-2 triệu nó quá giàu rồi. Nó quá giàu rồi. Cái số tiền đó mình để làm chi? Nó cũng đô nách cho trong mấy cái hội nhà bệnh viện á. Cái đó nó cái đâu... hội mà để giúp những người nghèo bên châu Phi nữa. Châu Phi, đúng rồi. Còn ở đây là chương trình Hằng làm một cái số nhỏ thôi chú. Giống như là thay vì quần áo cũ là Hằng nhận nè, để đi phát. Còn thức ăn á, bây giờ Hằng không ai cho thì chở tới Hằng đi phát. Còn không là Hằng tự bỏ tiền lương của Hằng làm YouTube á chú. Hằng mua Hằng đi phát. Rồi xong hoặc là thí dụ Mạnh Thường Quân xem chú nuôi đi, người ta thích thì người ta mới cho. Mà khi cho thì Hằng phải trao và đọc tên để Mạnh Thường Quân thấy là Hằng có trao rồi. Đã trao rồi. Rồi vậy rồi Hằng ăn lấy ở đâu Hằng ăn. Mà nó cũng chửi bậy bạ được hả chú thấy không? Bậy. Thấy không? Mấy chú tự nhiên hồi nãy tình cờ gặp chú nuôi rồi chú nuôi khui ra hỏi Hằng cũng hết hồn luôn. Coi như mấy chú hiểu ha. Hiểu ở trong mấy cái cơ sở kia đó. Dạ. Cái tiền chú ơi, cái đó chật lắm, con nghĩ chú lấy bự một chút cho thoải mái. Thí dụ như mình cho người ta 100 đồng. Dạ. Nè chú, mang cái đỏ đó, này đi thoải mái. Đỏ không có bự quá. Chân chú số mấy? Là, thấy không? Số mấy? Số, con nghĩ 8, là mình 7, đi 8, mình 8 mình đi ở dưới suối mình mang hơi rộng 7, một chút. Mình hơi rộng chút nó thoải mái cái chân. Vậy đâu kia kìa. Con này là cái này nữ. Nam nữ gì cũng mang được, miễn mang thoải mái được. Mang đôi này đi. Mang đó. Đôi này rồi. Cho nó gọn cho nó gọn. Nó khom về bò cái chân là được, nó nhẹ nhàng đó đi. Thì thường thường đó, cái người mà nhận tiền đó họ cũng đi làm, thấy không? Dạ. Đó, họ chỉ nhận được, họ chỉ nhận 17% cái tiền công lao của họ thôi. Không, không nhận gì hết á. Hằng không có nhận gì hết.
đã dạy em còn lái xe đi. Dạ. Đưa tiền tặng nơi. Không, cái đó là hà người ta đưa cho mấy chú, thí dụ người ta có cho mấy chú bao nhiêu là mình đưa lại đủ bao nhiêu. À, không rồi. Có nhận lại gì hết. À, mình chỉ làm qua những cái phim khi mình đi phát đồ, mình có phim công ty YouTube trả lương mình thôi chú. Là mình đủ sống được rồi. Còn mình qua một cái trung gian giống như mình làm YouTube là mình có những cái đồ cũ hay là gì ai đem tới cho thì mình lấy. Rồi hoặc ai có cho được thùng mì, hai thùng mì thì hằng cũng chở theo để mình đi phát, mà không cho hằng mua. Hằng lâu lâu hằng đi Costco hằng mua để dành hằng đi phát vậy thôi. Chứ đâu có nhận tiền. Thuốc lá là cũng lại bỏ tiền ra mua. Dạ dạ đúng rồi chú. Trời. Chú thấy thuốc lá hằng cho không? Lâu lâu thì có mấy chị nói mấy chị cho 100 mua thuốc lá. Ờ vậy mấy chị mua giùm 100 thuốc lá, có hằng phát, còn khi hết là hằng bỏ tiền hằng mua. Đó. Chứ ở đâu mà như không mà. Đâu phải. Chú nghĩ ở Mỹ này. Dạ. Yeah. Đó đâu, đâu không đó. Chú nghĩ ở Mỹ này bộ mạnh thường chứ. Quân người ta như không, người ta đưa tiền mình dễ vậy rồi mình lấy mình không làm chuyện đó người ta cho mình hả? Mà nó chửi bậy dạ. Chửi bạ. Tới mấy chú coi mấy chú hiểu là được rồi. Dạ. Ê chú ơi, con thấy đôi này chú mang nó khỏe nhất nè mà chú không chịu lấy. Đôi đó mới dễ chịu thôi chú. Lấy đi nha. Ví dụ như cái này đen đó, đúng là rộng là vừa đó. Vừa, mang nó ở dưới suối, rộng rộng nó không thì bầu hơn. Đổi lại đôi xanh mang nó không thì bầu đó chú. Cái này vừa nè ha. Rồi, dạ, rồi, cái đó vừa. Rồi cái này không vừa. Cho nên tự nhiên mà chú nuôi nói cái thằng làm thằng hết hồn luôn là tính chứng tỏ chú nuôi ở dưới suối mà chú nuôi cũng vẫn coi phim. Mà chú nuôi hiểu chuyện luôn nữa. Biết hết đó, biết mấy cái người đó cái... Dạ. Không có chuyện gì làm. Dạ. Muốn gây một tiếng gian. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Làm bậy. Tiếng gian làm bậy. Là đó, ăn wow. Rồi xem vô chuyện của wow, người ta. Wow, chú biết chuyện. Biết nhận xét cái đó không nhận. Ừ. Hay thiệt luôn á. Tự nhiên cái xem vô người ta làm dạ. Chuyện của mình làm không được cái mình xem vô mình phá. Dạ đúng chơi, rồi. Chơi kỳ cục vậy. Đúng rồi. Cái là phá hoại. Phá hoại. Cộng đồng dạ. Của mình nó chứ không có gì hết. Rồi nè chú ơi, quần ngủ nè. Có bự không? Rồi áo thun nhỏ số lớn bự đâu. Ờ vậy hả. Ừ. Rồi khăn tắm nè, con nghĩ là chú lấy đi khăn nè. À, à. Rồi để kiếm cho chú cái bọc à, chú muốn lấy cái nào chú lấy đi ha. Đó, ừ. Đây nè Miên Nguyên, ở đây là quần nè anh Hùng ơi, ra kéo mấy cái này lên đây. Áo sơ mi với quần nè, đó nè áo sơ mi mà cạnh quần nhanh nha, nhiều hơn lửa lục cái quần với áo thun cho chú ít thì giặt đồ chứ gì hết dạ. Quần với bên đây đầu nam nữa nè. Lựa cái chú mặc quần à, chú mặc quần jean size mấy kiếm... nè áo thun nè, đưa áo thun cho chú đi. 31 ở đây có một cái quần jean nè. Ừ cái đó vừa ạ. Vừa đó đưa chú đi. Vừa sang ống lên cho. Dạ. Màn đi coi cái bịch đó ha. Để kiếm cái bịch gì cho chú. Bà cái xài Chanel không? Chanel xịn luôn nè. Không no. Nó giờ để ghẻ là tại nó xài chút xíu nhưng mà thôi mà áo sơ mi không? Thôi không có xài. Cái này 179 đồng. Cái này vừa không? Thôi để cho. Thiệt chứ mới giả nữa. Biết rồi để vô xài hàng. Nó không phải bạn ở nhà. Ở nhà hàng có, hàng không có mua. Thơm không? Thơm, Chanel không biết nè. Tôi xịt thử ra, xịt thử ra. Mùi này mùi màu hồng. Áo khoác này nhỏ không? Mùi màu hồng thơm. Thôi, má ơi, hàng có thiếu gì ở nhà hàng mua, hàng cũng xài màu hồng. Ừ. Đôi dép nó dục đi chú. Hồi nãy chú cứ lấy đi dép xanh đi dành không? Đây đồ nhỏ. Có đây nè. Đưa đây hàng kiếm cho. Không có đồ hả? Không. Đâu kiếm áo thun luôn đó có không? Hồi ờ, quần cục đó, quần cục đưa chú đi. Mặc quần cục chú. Mặc quần cục thoải mái, trời ơi. Không, cái đó của đàn ông á, Thủy ơi. Ừ. Nè, áo mà bự không? À, kim đâu? Nó biết cái đâu. Bây giờ đi phát đồ ở đâu? Vô chuyển vô đồng. Dạ, hàng cứ đi vòng vòng ai có lấy thì đưa cho người ta vậy đó chú. Dạ. Đây nè, coi cái quần này bự hả? Bự quá. Dạ, bự. Thì coi cái áo này, cái áo khác. Chú chưa không mặc. Dạ, chú không mặc. Dạ, được. Chú đâu có pin hả? Cái pin có hết pin hoài trời. Chết. Nè ở đây thấy có bịch cà phê, lấy ra lấy hốt cho chú mới đi. Đó nè anh Hồng, thò tay lấy cái bịch ở dưới đây. Đó, có còn không? Còn.
đây không có cái bịch hả? Cái xe này mình nhớ là hồi bữa có bịch mà không biết ở đâu. Chú ơi, đây cái quần nè chú ơi. Nè, quần giải mặc cho nó thoải mái chú. Quần giải đàn ông. Mấy kiểu Việt Nam là... Dạ, cái đó mặc thoải mái đó chú. Không, không có thiệt. Cái này nè. Bà nào chú? Không có thuốc lá ở đây. Bữa nay con không có thuốc lá, cho chú mấy đồng mua thuốc lá đi chú. Bữa nay con không có đem thuốc lá. Đây mẹ. À, bây giờ mình đổ cái gì ra cho chú cái bọc để chú đựng ta. Ờ, lấy cái áo gối đi, mình đổ mấy đổ ra đi nè. Đúng rồi đó, ừ, áo đó đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đổ đại ra đây đi. Ờ, anh lấy cái này, anh đổ đại ra đây. Đổ đại ra đây, hồi có người khác lựa cái nên người ta lấy hết rồi. Đồ người ta cho vậy, thằng lấy chút. Dạ. Cái này thằng mới tới nhà người ta chở đó, người ta nói cho, cái mình tới mình lấy. Ở trong... Để ở ngoài cái mấy cái bạn là có người lượm hết đó. Dạ đúng rồi. Rồi cái nãy hằng suối lượm, tới ga ta lượm vậy hết. Cho nên hằng chở rồi cái thôi, sẵn hằng đem hằng phát luôn cho nó hết cho rồi. À, mấy tuần này, mấy tháng này nhận được rồi của cô Phượng 2 lần. Dạ. Rồi nhớ cái cà phê bỏ dưới nghe để về đổ ga thôi mất cái đó. Không có, không có. À, con chó nó đẻ. Ồ, chó đẻ nữa hả chú? Con nó đẻ nữa rồi. Nó đẻ kỳ này mà nó có cho vô. Không chú? Nó, đứa nào đứa đấy đẹp hết mà chưa đếm được, tại vì nó đẻ, nó không đẻ như mấy lần trước ở trong nhà mà nó đi ra cái ở ra gần. Cái bờ rậm mà cái trời. Cái nào nó chung xuống dưới đó. Nó giấu. Rồi. Nó giấu nhưng mà mình nghe tiếng kêu là biết rồi. Đẻ được nhiêu con chú? Cũng khoảng lần nào nó cũng đẻ 16 đứa đó. Wow. Đó, rồi cái chính nó đi ra đi vô. Mình mẹ nó cũng bị gai đâm chảy máu. Trời ơi, con nó chưa mở mắt thì nó đi vòng vòng thế nào cũng bị gai đâm. Dạ. Đó, bây giờ làm sao dọn dẹp cái tiền gớt à chú ơi. Chú ơi, lấy xếp ra bỏ vô túi quần đàng hoàng. Cái nhà đó làm cho nó cái chỗ ấm ấm. Ờ, làm cho nó chỗ ấm. Nó có ngủ không có sợ mưa gió gì hết. Dạ. Đó, cho nên nó đang làm cái đó đó. Trời ơi, nó đẻ nữa. Đẻ nữa, năm đẻ cái lần à. Dạ. Gì vậy? Lấy quần áo không? Cái bạc có chạy không có cái bạc này. Không có cái bạc hả? Đó, gặp thằng là cái bạc mà trong xe thằng đâu có cái bạc đâu. Lấy quần áo đi, lấy quần áo mặc đi. Mặc quần áo không? Mặc thì lấy đi. Lấy lửa nè, lấy lửa cái nào được lấy mặc. Chữ lộn với ai nữa rồi đó, gặp nhau là chữ lộn không à. Gặp mấy người kia là nghe chữ lộn, lấy đi. Lửa đi. Dớ hả? Lấy cái, mở ra lấy ít. Mỗi người lấy ít à. Lấy quần xẹp. Ok, lấy cho ông hai quần xẹp. Rồi chú đi mua đồ hả? Đi mua dầu ăn. Ồ, chú đi mua dầu ăn. Chia cái đi. Chia cho người ta. Chia cho mọi người ít cái. Áo đâu mọi người? Lựa đi, cứ lựa đi. Kìa, anh lựa là quần này anh mặc được, anh lấy áo nữa. Cứ lựa đi, đó áo sơ mi đó, nhóc luôn. Chú lựa cái bự hả, chú nuôi thì bự hả? Trời, lâu lắm mới gặp chú nuôi, tại hằng không có đi xuống chỗ đó. Ừ. Dạ. Phượng gặp 2 lần. Dạ. Trong vòng 2 tháng đây. Dạ. Đó áo sơ mi đó đẹp đó, lấy đi nghĩa. Ông Nghĩa này mỗi lần á bị xem chết mà ai cũng đồn nó chết rồi không, rồi rốt cuộc tự nhiên mấy tuần sau, tháng sau chết. Thế ông đi lẩn tỉnh ra mà ông tỉnh queo, tại lúc đó trong bệnh viện ra còn tỉnh, giờ khùng lắm. Nghĩa Bông Buông chết là hằng lo rồi chú. Còn Nghĩa này là bị nữa, bị vô bệnh viện nữa mà không có chết, mà mấy người kia tưởng chết. Có giày giúp không?
Đó lấy đi, vậy giờ nào vừa lấy, vậy đỏ được á, lựa còn chiếc nữa. Cái lương hay sao? Móng nó lên, dở quần áo ra. Còn chiếc nữa màu đỏ á. Còn Nghĩa Phạm Bu chết thì Hằng dẫn má Nghĩa đi làm đám tang đồ đốt rồi nè. Ăn nó bậy thì chết mẹ. Còn Nghĩa này á là kêu Nghĩa này khác mà cũng bị người ta đánh mà tưởng nó chết rồi đem vô bệnh viện luôn. Mà rốt cuộc là không một thời gian đi ra lại. Nghĩa này là vợ Nghĩa chứ không phải là công an. Nghĩa này là vợ cho Nghĩa chứ không phải đồ mang. Thôi đừng nó bậy nó bạ tối ngày nó tục tiểu. Rồi đủ hả? Ủa lấy một chiếc thôi hả? Cho bịch gì để đăng kiếm rồi có cái bịch không cho ông đựng vô đó thấy không ôm không có nè. Không có đâu về mang dừa đâu nè. Đâu bịch đi. Vậy nhỏ không à? Nhỏ xíu à. Tôi mang dây mang. Nhỏ xíu à. Giờ không có cái bịch. Cho bịch nữa. Đổ ra đi, cho ổng lấy áo gói. Đúng mua sao không phải ý gì. Đừng vậy. Ăn vậy à. Thì áo nào vừa thích thì lấy đi. Áo này đi. Bỏ nhớ xem không được. Thì lấy đi, áo muốn lấy mấy cái đó lấy thiếu gì. Rồi bỏ vô, bỏ đồ vô. Cái đó lại luôn phải không? Áo. Được luôn. Quần áo lựa muốn thích cái nào cứ lấy đi. Lấy rồi để nhanh bận. Ừ. Bận chứ. Ủa mày cái gì chúng tôi chúng sinh lên cấp cái gì? Thì kệ đi, họ không có mặt thì cho họ mặc cũng được. Cũng đồ lấy đồ xin không? Đó vừa cái nào cứ lấy đi chú nuôi, lấy đi chú. Sao con không có đẹp cứ lấy đi chú. Đó đẹp đó. Dạ. Mà sao cho áo bằng công tôi không? Thì người ta cho cái gì thì Hằng đem đi, Hằng cho mấy anh mấy cái đấy. Nè cái này cũng đẹp rộng nè chú ơi. Hằng cũng đẹp đó ha. Đúng rồi, Hằng đẹp ra chứ. Dạ. Thôi được rồi. Chú đi cho mấy anh chưa có nữa. Không. Cà phê này cho mình cà phê uống đi. Thì lấy hả? Ờ còn kè gớt kè lấy luôn đi. Bữa nay là tình cờ đi chở quần áo xong rồi chở ra đây cho luôn. Còn ngày nào có chở đồ ăn thì chở đồ ăn ngày khác. Ok, mùa mưa tới. Mùa mưa tới cho. Ừ, bây giờ chưa có mưa. Ừ, mùa mưa tới cho cái bạc cha. Gẹm bánh này ra dùm cho anh à, chú. Cầm cái này cho chú. Tới. Đi lên bờ rồi mặc vô cho đẹp. Đi về thăm bà già mặc quần áo thôi. Dạ mặc quần áo đang mặc. Cột lại đi nữa. Cột cái bịch lại. Chạy gì nó gớm hơn chú. Thấy gì mua thuốc lá rồi bây giờ lâu lâu thèm gì không? Cây lập xưởng mua hộp bịch lập xưởng vậy. Ồ vậy hả? Ăn lập xưởng về nướng ăn ha cũng ngon. Chị ngang chỉ cơm của buổi rồi. Dạ đúng rồi, ngon lắm. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, ok chú. Dạ. Tới dép cũ không dục kìa, còn bỏ vô cất nữa kìa chị. Tới dép cũ. Bánh xe đạp lên, bánh xe màn mà. Tới dép cũ cũng tiếc. Đem ra rồi cho họ shop, cho xong shop cho xong. Ừ. Vừa lãnh đi ra chở về phát cho nó hết luôn chứ đem về làm gì. Chịu khóa xe đâu à. Wow, ở đây nguyên một cái làng luôn. Bây giờ biết đâu mà mốt mình đi vòng vòng ở nắng đi, mình đi nấu cơm, mình đi đẩy vô đây nè. Để khi mình cho một chỗ thì một chỗ được ăn, còn mấy chỗ khác không có. Đây nó đốt lửa cháy quá trời. Ừ. Wow, ở đây nguyên một cái làng luôn nha. Để Hằng sẽ đi khảo sát cái làng này để mơ mốt biết cơm á. Để mình nấu mình chia đều chỗ này chỗ kia. Bên kia làng giàu bán hàng có xe hơi. Bên đó làng giàu có xe hơi. Chứ lại đây vòng vòng cái mễ không à. Đi vô coi thử coi. Mễ không à, không có người Việt.
ở trong đó cũng mễ không à. Dầm bên đó kìa. Bên đó hình như là cái tượng đài của người Việt xây đó mà sao bỏ như vậy đó. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cái gì cơ nè, ẹ trong đó kìa. Mễ không à. Bên khu này như mễ không à. Không có người Việt. Đâu có bãi đất trống thì chỗ đó người ta che người ta ở thôi. Ờ mễ không ha, mễ không thiệt. Đây ngay nhà bự bự không. Nhà bự bự không. Hỏi nó có cần quần áo không. Ê có cầu tắm luôn kìa thấy chưa. Mục tiêu cầu tắm. Wow, con nào con chó mẹ không biết hey, nữa. Sally. Hey hey hey, Daisy. Daisy. Cái này đẻ ra nó nuôi hết nè. Đẻ ra nó nuôi hết chứ nó không có cho, không có bán gì hết trơn. Wow. Cái này không lẽ nó đẻ một lứa sao mà một cỡ một vậy trời. Thế một cỡ một à. Nè. Này nó phái à. À hả, nó so cute. Wow. How long you live here? Over a year already. Oh, over a year. Uh-huh. Yeah. Good boy, Rascal. Come here, check out the boat. Okay. Con này phải. Ờ, sao con này theo nụng nè. Con này theo nụng nè.
theo không? Theo không? Đâu biết nói tiếng nãy là không nói tiếng Việt đâu. Hey, stop barking, big dog. Go inside. This is so cute. I have four dogs. You have four? Yeah. Okay. The Chihuahua and the Pitbull. Oh, you do? Yes. Oh. It's so cute. Yeah. Okay. Okay, I visit around there and next time I bring the dog food, huh? Okay, that's fine. Okay, yeah, bye. Thank you, honey. Thank you. Wow, con nó nuôi chó dễ thương gì đâu. Ở đây khu vực mẹ sống không à? Đôi khi mấy đứa mẹ á, nó ăn welfare mà nó cũng không có đi mướn phòng đâu nha. Nó ra nó ở gì nè, để dư tiền á. Xây cầu tiêu, xây nhà tắm. Xây cầu tiêu, xây nhà tắm luôn. Rồi khi nào ta đuổi thì nó dọn đi chỗ khác. Còn trong nhà bên kia nhà điêu. Ừ. Rồi nó đi lấy nước về vậy đó. Tại vì giờ đi mướn phòng ở ngoài á, nó xin hào xin chưa được nha. Thí dụ tụi nó đang chờ đợi để xin thao sinh là tụi nó có thể ở gì nè. Đó, còn đi mướn phòng ngoài mắt thấy bà đi. Có thao sinh là giờ nó ở luôn. Có thao sinh nó vô luôn. Đa số thao sinh thấy mễ không à. Ở đây chỉ có căn đó mát, cái căn là mễ. Ngay gốc cây á. Này chắc đốt lửa trái. Trái hết trơn cái cây luôn rồi trời. Wow. Nhưng mà gì đây chứ cũng không có đuổi ha. Nó cũng không đuổi đi, nó để cho ở vòng vòng đây à. Đốt lửa tà le hết trơn vậy nào mà nó không có đuổi đi nè, thấy không? Đốt rồi vô đây nó dập nè, còn hôm lát ở thì cứ kệ nó để cho ở vậy đó. Mễ không à. Nhưng mà mình đi muốn đi vô đây cho cơm thì phải cho đồ ăn. Mễ nó cũng ăn thịt kho với cơm dữ lắm. Mình cho ngoài thư viện mễ là ăn bới hai ba lần luôn á. Nó ăn cơm với thịt nó ăn dữ lắm. Biết là lần sau mình đi vô đây mình cho cơm để cho một chỗ thì nó má bước ra đường có xíu gì nè, xong là có một mảnh đất quang là bắt đầu vô là nó che liều chạy nè, ở đã luôn á cả nhà. Nó che liều chạy ở đã luôn, ở khỏi tốn tiền, khỏi tốn tiền nhà tiền cửa mà nó mát nữa. Không mà mát thiệt hả? Mát lắm, vô đây mát dữ lắm, ở trong mấy cái gốc cây. Ở vùng rộng mấy gốc cây gì chứ mát lắm. Khỏi cần tốn tiền máy lạnh đi gì hết trơn. Khỏi cần tốn tiền nhà gì hết nè, xung quanh kìa. Ở lần lòn chỗ này mát lắm. Nhưng mà mùa mưa hơi cực, tụi này ở đây lâu rồi. Tại nhớ mùa mưa mấy cái năm Noel đó có cho cơm. Wow, ở bên đó vòng vòng đó mấy cái liều bự bự không à. Đó xa xa tuốt bên đó kìa, nhiều liều lắm cả nhà. Ừ, không, ở đó không phải nghĩa địa. Nó xây cái gì á, cái tượng đài gì á của người Việt đó mà xây tới đó rồi bỏ đó vậy à. Không biết tượng đài tưởng nhớ cái gì. Ở đây cũng là cái miếng đất này của không biết của tư nhân hay của chính phủ. Hà nghĩ là của chính phủ chứ nếu của tư nhân nó đuổi nó không cho ở. Tư nhân nó gào lại. Thì cũng gào nè, nhưng mà nếu tư nhân lại vô đuổi nó cho. Còn nếu của chính phủ thì kệ, chính phủ thấy kệ. Tư nhân cài gì vô nó ra cảnh sát nó vô đủ rồi. Vậy cái chính phủ. Tại vì đằng đó đó, cái phạt đằng đó nó xây tượng đài là của người Việt đó. Cho nên chính phủ thì người Việt mới xin một cái tượng đài tưởng nhớ của người Việt á. Đó, đằng đó là tượng đài đó. Mà xây lên có để đó mấy năm rồi không có hoàn thành. Không biết làm sao. Không biết làm sao. Đó. Chứ nếu của tư nhân là nó không cho không lấy ở đâu. Nó lại đuổi ra chân. Thấy cái khu tư nhân ở bên cái đường gần cái nhà hàng bên kia không? Cái khu đó mà trống dễ sợ luôn mà. Thà là nó nuôi bò của nó chứ nó không có. Đúng rồi. Cái khu mình để hay đây được xuống đây đó. Đó, nhớ không? Nhưng đúng mà rồi. Không có cho được một người nào cầm cái liều đó đâu. Nó nuôi bò. Nó nuôi bò là của nó đó, đất của nó đó. Chìa khóa xe đâu đây? Nắng bữa nay nắng khủng khiếp. Đi lấy bao quần áo, trời ơi quần áo nói vậy chứ nó mùi hôi lắm á. Nè mới đóng cửa cái xe ủ lại á, cái nghe mùi nồng nặc luôn. Nhiều khi người ta chưa có giặt đồ cũ người ta cho á, quá trời mùi luôn.
thấy đối diện cái chỗ mình đi lấy quần áo thấy quá trời thì mấy cái liều homeless bự bự. Đi vô thấy toàn là của Mỹ không, Việt Nam không ở tập trung chỗ này, Việt Nam ở chỗ khác.